Tử vi thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề Mùi tình cảm thăng hoa. Xem tử vi thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 12 con giáp cho thấy tình hình tài chính của dân vượng sắc, bạn có nhiều cách kiếm tiền, cải thiện thu nhập. Tuổi Tý. Tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 31 tháng 8 năm 2021 cho thấy công việc của Tý chỉ ở mức trung bình, bạn không có tâm trí để làm việc. Tình hình tài chính ổn định, bạn có thể được mời đi ăn uống mà không cần phải trả tiền. Vận trình tình cảm thăng tiến. Tý nên chăm chút cho bạn đời của mình nhiều hơn. Con số may mắn, số 3, số 6, màu sắc may mắn, màu xanh, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, giờ tốt 12 giờ. Tuổi Sửu. Sửu rất nhiệt tình, bạn sẵn sàng gác lại công việc của mình để giúp đỡ người khác. Vì vậy, có nhiều khả năng bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, Sửu có thể có nhiều hành vi mạo hiểm trong đầu tư. Về tình cảm, dường như Sửu đang quá cẩn thận, dè dặt trước đối phương. Con số may mắn, số 2, số 9, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, giờ tốt 7 giờ. Tuổi Dần, theo tử vi 12 con giáp, công việc của Dần diễn ra tương đối thuận lợi, hiệu quả công việc tăng lên trông thấy. Tình hình tài chính vượng sắc, Dần có nhiều phương hướng kiếm tiền giúp cải thiện thu nhập, chuyện tình cảm khởi sắc. Mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít với nhau. Con số may mắn, số 12, số 32. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu tím. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Giờ tốt, 11 giờ. Tuổi Mão. Công việc của Mão diễn ra không mấy suôn sẻ, có thể bị gián đoạn. Về tài chính, Mão nên điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư của mình, nếu không rất dễ bị mất cả chì lẫn chài. Chuyện tình cảm có bước tiến mới, những người độc thân sắp thoát kiếp FA. Con số may mắn, số 10, số 19. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Ngọ, giờ tốt, 14 giờ. Tuổi Thìn. Thìn dễ bị phân tâm trong công việc, hiệu quả công việc giảm sút, tình hình tài chính không mấy khả quan. Thìn nên cân nhắc túi tiền của mình trước khi mua thứ gì đó. Vận trình tình cảm chỉ ở mức trung bình. Thìn sẽ cảm thấy ghen tị với chuyện tình yêu của người khác. Con số may mắn, số 12, số 25. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Giờ tốt, 8 giờ. Tuổi Tỵ. Công việc của Tỵ diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạn được đồng nghiệp và những người xung quanh giúp đỡ rất nhiều. Tình hình tài chính ổn định, con giáp này có thể trả được khoản nợ đã vay trước đó. Chuyện tình cảm khởi sắc, Tỵ có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Con số may mắn, số 14, số 16. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Giờ tốt, 17 giờ. Tuổi Ngọ. Công việc của Ngọ diễn ra tương đối thuận lợi, bạn dám thử những nhiệm vụ đầy thử thách. Tình hình tài chính ổn định, Ngọ có thể mua được một số thứ rẻ tiền, tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Về tình cảm, mặc dù khao khát được yêu thương, nhưng Ngọ vẫn mãi chưa tìm thấy chân ái của cuộc đời mình. Con số may mắn, số 8, số 12. Màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão. Giờ tốt, 5 giờ. Tuổi Mùi. Công việc của tuổi Mùi diễn ra vô cùng hanh thông. Bạn có thể nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính ổn định. Các tranh chấp về mặt tiền bạc được giải quyết êm đẹp. Chuyện tình cảm cũng thăng hoa. Các cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau. Mối quan hệ ngày càng được thắt chặt. Con số may mắn, số 19, số 36. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, giờ tốt, 10 giờ. Tuổi Thân. Tử vi ngày 31 tháng 8 năm 2021 cho thấy Thân chăm chỉ làm việc,
năng lực của bạn có thể sẽ được cấp trên công nhận. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, việc đầu tư có nhiều rủi ro nên bạn hãy cẩn thận hơn. Về tình cảm, đây là thời điểm tốt để thân tỏ tình với người bạn thích. Con số may mắn số 20, 22, màu sắc may mắn, màu xanh, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, giờ tốt, 15 giờ. Tuổi Dậu. Dậu gặp nhiều thử thách trong công việc, bạn nên bình tĩnh hơn để giải quyết mọi việc theo cách ổn thỏa. Tình hình tài chính ổn định. Tốt hơn hết, bạn nên thận trọng trong mọi giao dịch. Vận trình tình cảm ảm đạm, Dậu có thể làm tổn thương người kia bằng lời nói. Con số may mắn, số 6, số 8. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, giờ tốt, 13 giờ. Tuổi Tuất. Công việc của Tuất diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạn biết tiếp thu ý kiến của người khác nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, khó khăn được giải quyết. Tình hình tài chính vượng sắc, thu nhập của Tuất được cải thiện. Tuy nhiên, bạn chi tiêu khá tằng tiện. Chuyện tình cảm, khởi sắc, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng khăng khít. Con số may mắn, số 3, số 14. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thân, giờ tốt, 11 giờ. Tuổi Hợi. Vận trình công việc tạm ổn, thỉnh thoảng, Hợi cũng nên thông thả bản thân. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn tỏ ra thờ ơ với tiền bạc. Chuyện yêu đương kém sắc, tình cảm của bạn không được đối phương coi trọng. Con số may mắn, số 6, số 34. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, giờ tốt, 8 giờ.